Xin chào tất cả các anh em nha. Vào trên kênh mình có một cái video hướng dẫn cho các bạn tham gia chương trình góp nhận 200 token GTX trên sàn LaToken. Hôm nay bạn nào đã có làm airdrop trên kênh mình thì các bạn vào sàn LaToken các bạn chắc chí các bạn. Mình đã nhận được 200 token GTX nhưng giá hiện tại của nó là 0.0004 0.3 số 0 đầu 04 nha các bạn. Thì giá khá là thấp, chứ 200 token GTX này chỉ được 1 đô nữa các bạn. Thì mình cứ để đó nha các bạn, sau này giá cao thì mình sẽ thông báo cho các bạn sau nha các bạn. Và trên kênh mình có một cái kẹo nữa là kẹo Gofa các bạn. Và trên kênh mình đã có một cái video là hướng dẫn nhận một token Gofa này các bạn. Trên sàn nó đã trả về sàn BitTrue nè các bạn. Thì nè các bạn, cho mình gạch nè các bạn. Thì giá cả của con này cũng khá là thấp luôn các bạn. Lượng giao dịch của nó là có 0.00. Giá khá là thấp luôn các bạn. Buy sell mua bán. Giá khá là thấp luôn các bạn ơi. Nên các bạn cứ giữ đó đi các bạn. Sau này tôi cần này nó mà có tăng lên dự án này nó giá cao thì mình sẽ làm một cái video hướng dẫn các bạn bán sao các bạn. Chứ giá hiện tại giờ 0.00. Buy là bán. Thì giá hiện tại có số lượng người mua là 0.0003 cho một cuộc càng giá khá thấp luôn. Thì các bạn cứ bỏ đó nha các bạn. Sau này nó mà lên 50 đô thì mình sẽ thông báo cho các bạn nha các bạn. Vậy video mình đến đây cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn những video clip tiếp theo từ mình nhé.